qua thì mai đi đi rap sao mà thọt cái tay vô nó bị gãy hết cái móng tay rồi, bây giờ phải đi qua làm móng cái tiệm đối diện nhà ha. Ở đối diện nhà mai có cái tiệm nail, thì hôm nay xin mời các cô chú anh chị trải nghiệm làm móng ở Việt Nam như thế nào ha. Nhiều cô chú anh chị ở bên Mỹ thì cũng thắc mắc là ở Việt Nam họ làm móng như thế nào, thì hôm nay Mai sẽ mời các cô chú anh chị trải nghiệm cùng với Mai đi làm móng ở Việt Nam. Đây, đây là tiệm nail đối diện nè, Mai qua bên này làm. Đây là tiệm nail ở Việt Nam nè cô chú anh chị, cũng dễ thương ha, lịch sự. Bận lắm cô chú anh chị, bây giờ Mai phải lấy hẹn để chiều Mai quay lại, chứ bây giờ là không có chỗ. Nói chung cũng tiện, thì đối diện nhà thì thôi đi vô ăn cơm rồi chiều mình quay lại cũng được. Đây, ở đây họ có mấy cái móng kiểu này dễ thương không, mình gắn vô sẵn này. Móng này giống như móng úp ha. Một bộ như vậy là 370.000 nè, họ design sẵn luôn, có 5 móng luôn. Trong này có keo nè, có dũa, có alcohol. Đây là mấy cái màu nè, ở đây này là màu thạch á, nhìn dễ thương ha. Thanh toán bằng Momo nữa, dễ thương. Tiệm nail nhỏ nhỏ có hai ghế làm chân và có ba bàn, bốn năm người sáu người. Đây là mẫu design Tết nè, trời Việt Nam mình thì vẽ vời rất là đẹp luôn. Đây Mai đã quay trở về nhà đó, thì tại vì ở chỗ này nó bận quá, cô chú chị cũng thấy Mai quay đó rất là nhiều bạn ngồi chờ ha. Đó thì Mai đã lấy hẹn là khoảng 2 giờ Mai sẽ quay lại. Nói chung được cái nó tiện là bước qua đường là tới rồi, nên thành ra là mình đi về nhà, mình ăn cơm, nghỉ ngơi, 2 giờ quay lại. Đây bây giờ thì cũng tới 2 giờ rồi, Mai đã tới hẹn đi làm móng tay. Mai không làm không được nha cô chú anh chị. Cũng ngựa lắm nhưng mà không ngựa cũng không được, vì nè nhìn nè, nó bây giờ nó cào cái váy của Mai, nó cứ cào nó xước ra hết trơn à, mà nó đụng đâu nó cũng đau á, phải đi làm thôi. Tạm biệt hai đứa mắm. Ok, phơi thay nó đi. Lấy chìa khóa, chị không biết chìa khóa nào hết. Công chúa tóc mây hả? Trời ơi, nó tự xưng nó là công chúa tóc mây à. Trời đây nè, tóc sơ thì có mà. Mây này nó kỳ đó. Mây gì kỳ vậy? Thì nó cũng mây nó lạ lắm. Này mây lạ lắm. Ok, bye. Đây Mai tới nơi rồi đây. Đây là sân treo của tiệm này nè cô chú chị, đây là tiệm nắng nha. 80.000, hình như bán như sao ta? Bán hay là sơn cho khách? Sơn đó, sơn cho khách thôi. Tại sao chị thấy để 80.000 là làm treo 80.000 hả? Ok, 80.000 là nếu mà mình làm treo. Đây là bàn nail ở Việt Nam nè cô chú chị ha. Ở đây có cái đồ để tay sẵn luôn cũng tiện ha. Đây là ghế làm chân, họ cũng có cái đồ để chân. Đây, bây giờ mình bắt đầu nha cô chú anh chị. Cái tiền Mai sẽ tháo móng ra đã, tại vì móng của Mai là móng deep á, deep bột nhúng. Cái này không còn mới, em khi vậy chị ha. Không, chị tháo ra. Tháo ra luôn là nó nhúng hộp. Đây Mai đang tìm mấy cái mẫu đẹp, thì con Mai thì Mai rất là thích cái mẫu design này, nhưng mà Mai nghĩ là Mai thích cái màu đỏ hơn. Nên Mai sẽ làm móng màu đỏ và một móng màu da và design cái hoa màu đỏ. Chắc là mình sẽ làm mẫu này quá. Acetone ở Việt Nam nó không có được mạnh ha. Đúng không? Ráp nó cũng hơi khó thôi chứ chị, tháo khó. Đây bạn này là đã ráp một lần rồi, Mai bây giờ ráp nữa một lần thứ hai. Đây móng tay của Mai cắt ngắn hết rồi, tại vì mình làm che úp nên thành ra mình cắt ngắn hết rồi mình chà nhám đi, xong rồi mình dán keo lên thôi. Ở đây thì họ chỉ có làm một dịch vụ thôi, đó là úp móng úp, xong rồi họ cắt ngắn rồi họ xếp theo cái xếp mà mình muốn, rồi họ sơn treo, họ design lên thôi cô chú anh chị. Họ không có làm giống như kiểu bên Mỹ mình ha, là có nhiều loại cho mình lựa chọn. Mà ở cái tiệm này thì họ chỉ có làm một loại, đó là móng úp thôi. Mày gỡ nãy giờ mới ra tội nghiệp bé này. Mỗi lần mà có móng gỡ thì chắc bên nó sẽ cực phải không em? Chứ bình thường họ đây họ làm treo úp á, họ làm móng úp thì họ đâu có gỡ ra nhiều cực như vậy đâu. Dạ đúng rồi. Ừ. Tại vì úp một thì sẽ lâu hơn.
đúng rồi. Bên em làm tới bây giờ nghỉ Tết? 28. Em ở đây luôn hay ở dưới quê? Em ở đây. Ở đây hả? Bây giờ mai bắt đầu là vũ qua tay thứ hai rồi nè, gỡ rừng hết ra rồi. Tiệm ở đây thì bạn này nói là làm theo phong cách Hàn Quốc, do đó là chỉ có úp móng thôi. Tiệm này là có 4 chi nhánh luôn đó cô chú anh chị, tại vì có một cái quận 2, quận 7, với đây với quận mấy nữa em? Quận 4. Cái bạn này là làm lương cứng cộng thêm hoa hồng nữa nha, 10% trên một khách. Bây giờ là tới công đoạn cắt da. Đây cô chú anh chị ơi, mai cắt da sạch sẽ rồi đây. Xong rồi chà nhám, bây giờ bắt đầu úp. Để bon lên. Đúng không? Tay khác ha. Ok. Bữa nay sẽ úp cách chân móng của mình 2 cm. Còn đó mình sẽ lại sẽ bằng với cái móng thật của mình, thì cứ mình xong lên thì nhìn như móng thật của mình. Ok. Em muốn làm sao em làm cho nó đẹp thôi chứ không biết. Bây giờ thì mình chỉ dán keo cho chú anh chị. Dán xong rồi giữ lại khoảng bao lâu em? Chắc cũng 5-7 giây. 5-7 giây đó chị. 5-7 giây hả? Dán cách ra như vậy để cho khi mà em sơn lên nó không có thấy nó gồ đúng không? Dạ đúng rồi. Cách là 2mm hả? Dạ đúng rồi, ví dụ mình nhắm đó chị. Lát nữa mình mài. Dạ, là ổng ý như là làm y như là móng thiệt vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Với lại cái này nó tăng độ bền cho mình nữa. Nếu gì ít phát vô á thì nhiều khi nó bị hở, cái nước nó vô dễ luôn kia. Ok. Tính ra ướp sai vậy nó sẽ bền hơn. Dạ, ok. Đây cô chú anh chị mới có bộ móng nè, dài chưa? Mày hỏi bạn này là có ai để dài vậy không, không cắt không? Bạn này nói cũng có mấy bạn trẻ tới là không có cắt nha. Mà không cắt thì đỡ cực, đỡ phải cắt, đỡ phải giũa. Chỉ vậy xong rồi sơn lên thôi cũng mà nó đẹp nữa ha. Form nó đẹp nữa. Tại vì nó cân đối. Đây một bộ móng úp như thế này, đây họ tính 90.000 cô chú anh chị. Nếu mà mình sơn treo nữa là tùy hai loại, một loại 80, một loại 140. Là 140 thì em này nói là nó bóng hơn, đẹp hơn, bền hơn. Cắt da là 40.000 phải không em? Cắt da là 40.000. Design. Rồi. Đây cô chú anh chị nghĩ mai có nên để cái chiều dài gì không, lâu lâu chơi lớn ăn Tết một lần. Thầy chơi lớn ăn Tết một lần ha. Thôi mày nói giỡn chứ thôi không có kéo quần được đâu. Này mai nói giỡn vậy thôi chứ mai cắt ngắn vậy cô chú anh chị ha. Cắt hơi ngắn, hôm nay mai để hơi dài một chút tại vì Tết, nhưng mà cũng cắt ngắn đi. Đây, sau khi mà gắn móng rồi mài cái gờ đi rồi cắt ngắn giũa rồi mài gờ đi rồi bạn đấy lấy cái này để mài nhám cái móng nhựa đúng không em? Cái móng nhựa này là cái móng khá đặc biệt hơn là móng giả của mình một chút xíu, có nghĩa là cái móng này nó dày hơn và nó bằng chất liệu nó có vẻ cứng cáp hơn, bền hơn, nó có độ dai hơn chứ nó không có bị giòn giống như cái móng giả kia ha, nó chắc chắn hơn một chút xíu. Nên thành ra là mình mới có thể dùng úp được, chứ nếu mà cái móng giả kia của mình thì để vô một hai bữa là nó gãy liền ha, nó không có đủ cứng.
đó. Thì bây giờ là vệ sinh xong vậy là mai có thể sơn treo, bắt đầu design được rồi đó. Đơn giản, nói chung là cái này thì rất là đơn giản, nếu mà cái này mà đem qua Mỹ làm thì nó nhanh lẹ hơn nhiều lần. Tại vì thợ bên Mỹ là làm thợ chiến không à, quắc bụp 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 thì không có. Cái khách bên Mỹ chị thấy cũng ít cái tỉ mỉ như khách ở Việt Nam phải không? Khách tại Việt Nam nó khó tính hơn. Đây, hôm nay mới chọn màu đỏ này của chúng chị, và cái một ngón này màu này cẩn cái hoa ở trong đó vậy thôi, cho nó nổi lên. Tết mà, tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người hả? A few moments later, đây là móng của Mai làm xong rồi của chúng chị. Đây Mai móng, Mai làm móng úp rồi cẩn hộp xoài, à, cái gì cẩn bông, cẩn hoa, cẩn gì đó. Hello, về tới nhà rồi. Thầy của chú anh chị ơi, Mai đã làm xong bộ móng. Nói chung là ngồi mệt mỏi của chú anh chị từ 2 giờ, mà bây giờ mấy giờ rồi Hương? 5 giờ, 3 tiếng đồng hồ chỉ làm được bộ móng tay này đơn giản như thế này thôi, chỉ là treo đắp thôi. Thì hôm nay cái build của Mai đó là tháo móng cũ, móng díp của Mai 40, rồi treo úp này là 90, sơn 80, hai cái bông này á là hai ngón cẩn bông là mỗi ngón 20 ha, tổng cộng là 289 nha, hay nhiêu đó phụ thu 10%, tại hôm nay là Tết đó, là tổng cộng là 319.000 của chú anh chị. 319.000 thì tính ra là khoảng mười mấy đô bên Mỹ thôi ha. Đó bộ móng đây, nhưng mà có điều là ở bên này họ làm tỉ mỉ quá, họ làm lâu quá, mai ngồi mai buồn ngủ muốn chết luôn á. Thì họ tính là cắt da tay nữa, quên, cắt da tay là 40, cắt da chân là 50 ha. Đó thì ở đây là cái giá họ làm như vậy đó. Còn sơn treo là có hai loại, 80 với lại 140. Đây là bộ móng mười mấy đồng ở Việt Nam mà có chứng chỉ 319 đồng. Thì hôm nay Mai cho cô bé đó 50 đồng ha. 50.000. 319.000 là 10 đồng là 230. 15 đồng là 301. 340. 14 13 đồng ha cô chứng chị ha. Rẻ quá. Quá rẻ luôn. Ở tiệm này thì họ làm móng theo công nghệ của Hàn Quốc của chính chị, do đó thì họ không có đắp bột, không có đắp che, nói chung là không có làm đóng điếp, không có gì hết. Họ chỉ có duy nhất làm cái kiểu móng đó là móng úp nè. Và cái móng úp này đó của chính chị, nếu mà ai có nhu cầu mà không có muốn ngồi chờ lâu giống như Mai á, thì mọi người có thể tới đó đo ni trước, và mình muốn cái mẫu design nào thì mình nói với bạn đó, sau đó thì bạn đó đã đo cắt theo cái chiều dài và theo cái ni tay của mình, và họ sẽ design sẵn một bộ móng lên. Khi đó thì mình tới đó là mình chỉ có chạy nhám rồi mình bỏ keo lên, mình dán lên thôi, thì nó rất là nhanh ha. Và cái giá thì nó cũng bằng với cái giá của cái mình, cái việc mà mình ngồi đó nguyên một buổi 3 tiếng đồng hồ để mình up lên và mình design, hai cái đều bằng nhau hết. Thì các cô chú anh chị nào nếu mà không có thời gian thì có thể lựa chọn cái hình thức này, có nghĩa là mình chọn mẫu sẵn, xong mình tới đó mình đặt hàng, họ sẽ đo ni tay cho mình, đo theo chiều dài và design, khi nào mình tới thì mình chỉ gắn vào thôi. Thì đó là cái trải nghiệm ngày hôm nay của Mai. Mai cũng thấy mỗi nơi mỗi khác thì cái trải nghiệm này cũng khá là thú vị. Mai hy vọng là các cô chú anh chị sẽ thích cái trải nghiệm ngày hôm nay. Đó thì hôm nay thì Mai cũng đã đi trải nghiệm một cái dịch vụ làm nail ở Việt Nam như thế nào. Thì Mai cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng theo Mai ngày hôm nay. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.